chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ốc Thành Vân bật khóc, chia sẻ về nỗi nhớ về người bố đã đi xa, khiến ai cũng xót xa. Đến thời điểm hiện tại, nữ MC Ốc Thành Vân đã có tổ ấm bên ông xã Trí Rùa, mối tình đầu của cô. Hơn 10 năm lập gia đình, Ốc Thành Vân đang là bà mẹ ba con ngoan ngoãn, đáng yêu. Không chỉ thế, người đẹp còn có mức thu nhập khá cao và sở hữu một căn biệt thự cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây trên trang cá nhân, MC Ốc Thành Vân vừa chia sẻ hình ảnh dưới chung cư nhà, nơi sinh hoạt quen thuộc của cô. Trước hình ảnh này, nữ MC không khỏi xúc động viết: "Nhớ bố, tối nay về chơi nhà cũ, thăm hàng xóm, nhìn quanh khoảng sân này, còn nhớ bố quá bố ơi. Từng cái ghế đá, từng viên gạch, từng gốc cây, đều là kỷ niệm. Bố suốt ngày ngồi dưới đây, nắng bố cũng ngồi đến khi chân đen, theo hình đôi dép. Mưa bố cũng ngồi đến khi áo và tờ báo hay đọc ướt sũng. Những năm tháng khó hiểu của tuổi già trôi qua ở đây, lúc hiền lành, khi cáu gắt, lúc mình mẫn, khi lẫn quên. Con nhắn với em con, ước gì nỗi đau này có thể qua. Em còn nói, không thể qua được, luôn là nỗi đau mất mát, chỉ là khi bận thì tạm quên, khi nhắc là nhớ già giết. Em con nói đúng, nó thấy nhói khi con nhắn tin. Con chẳng cần gì nữa bố ơi, mái tóc đẹp này con cũng không tiếc, chiếc áo, đôi giày con cũng không thiết tha, con chỉ cần sức khỏe cho con và cả gia đình mình. Con lại sợ ngày nào đó đến mẹ, chị em con sống sao nổi đây." Ngay sau chia sẻ của Ốc Thành Vân, cô nhận được rất nhiều lời an ủi từ đồng nghiệp cũng như khán giả. Lâm Vĩ Dạ và MC Quyền Linh đã bình luận, nhắn lời động viên đến cô: "Thương lắm." Hồi tháng 11 năm 2019, Ốc Thành Vân đã đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch của cô cùng mẹ ruột. Người đẹp kể, chuyến đi dành riêng cho mẹ thanh xuân của con. 10 năm rồi con mới quay lại nơi này và mẹ đã là 7 năm. Trong thời gian đó mình cũng đã đi nhiều nơi khác mẹ nhỉ. Năm nay ngắm mùa thu châu Âu và năm sau con và em Tâm sẽ đưa mẹ quay lại Nga, nơi gia đình mình đã sống ngày xưa nhé. Con và em yêu mẹ." Để vơi đi nỗi nhớ bố, Ốc Thành Vân đã thường xuyên viết những dòng thơ, dòng nhật ký để trải lòng trên trang cá nhân. Còn nhớ vào mỗi năm ngày giỗ của bố, nữ MC này đã chia sẻ lại những dòng tâm sự khiến nhiều người phải xúc động. Người hâm mộ hy vọng thời gian dài cô sẽ cố gắng nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, hãy vui vẻ bên mẹ ruột và gia đình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.